vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Krông Búc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra công tác phòng dịch bệnh COVID-19 tại các trường học. Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phòng Y tế huyện tập huấn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 nCoV. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn huyện. Huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2019. Phần cuối chương trình là phóng sự người phụ nữ nghèo vươn lên từ mô hình canh tác đa cây tại xã Esin. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 20 tháng 2, huyện ủy Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Đến dự có các đồng chí trong thường trực huyện ủy. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư huyện ủy chủ trì. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư huyện ủy đã nhấn mạnh đến mục đích ý nghĩa của hội nghị lần này. Đồng thời, đồng chí cũng đã đánh giá khái quát công tác tổ chức xây dựng Đảng của địa phương trong năm 2019. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và thông báo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tập thể lãnh đạo quản lý năm 2019. Trong năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được huyện ủy quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai quyết liệt toàn diện. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tăng cường theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các quy định nêu gương đối với cán bộ đảng viên, công tác kiểm điểm tự phê bình và công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt được kết quả nhất định. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng được các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đồng thời thông qua quyết định tặng bằng khen của tỉnh ủy Đắk Lắk cho 4 tập thể, tặng giấy khen của huyện ủy Krông Búc cho 4 tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2015-2019. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 18 tháng 2, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Búc. Đoàn kiểm tra do Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Tại tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Búc nói riêng, tính đến ngày 18 tháng 2, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus COVID-19. Theo báo cáo ngày 15 tháng 2 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ viên chức Trung tâm Y tế huyện, cán bộ trường học hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID-19. Tập trung chỉ đạo cán bộ y tế huyện tổ chức thực hiện tốt các kỹ thuật về giám sát, dự phòng xử lý ổ dịch, chuẩn đoán điều trị bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai phân công, lập danh sách thường trực phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế. Ủy ban nhân dân 7 xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại các xã theo đúng quy định. Tại các xã và các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức vệ sinh môi trường khuôn viên lớp học, khử khuẩn, tăng cường tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, các sở ban ngành cũng đã thông báo nhanh về tình hình dịch bệnh trên động vật có ảnh hưởng đến sức khỏe con người như bệnh dại và dịch cúm gia cầm. Và đề nghị truyền thông cần khuyến cáo đến người dân hạn chế tiếp xúc với gia cầm để hạn chế dịch bệnh. Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 triển khai đến các địa phương trường học tăng cường công tác tuyên truyền và vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường học trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đồng chí Phan Hoàng Lâm,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã có buổi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học trên địa bàn huyện Krông Búc. Đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn đã đến kiểm tra tại một số trường học mầm non, trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn huyện. Theo trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện cho biết, từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn cho học sinh nghỉ học, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học trong huyện. Trong đó tập trung tốt việc phun thuốc hóa chất chloramin B 0,5% và 100% các trường học triển khai cho học sinh nghỉ học theo đúng quy định. Sau khi nghe lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện báo cáo nhanh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch COVID-19 và qua kiểm tra thực tế tại các trường học trong huyện, đồng chí Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động phòng dịch bệnh COVID-19 của ngành giáo dục đào tạo huyện, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, dự báo diễn biến dịch bệnh này còn phức tạp, phòng giáo dục đào tạo huyện cần tập trung cao cho công tác phòng dịch bệnh trước khi cho học sinh trở lại học bình thường vào đầu tháng 3 tới. Phòng giáo dục đào tạo huyện tổ chức chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ tốt nhất cho giảng dạy và học tập với phương châm vừa phòng dịch vừa dạy tốt học tốt, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ của năm học đề ra. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 19 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban An toàn giao thông huyện chủ trì. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông năm 2019 được Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban ngành quan tâm, chỉ đạo và tổ chức đồng bộ, toàn diện trên mọi mặt. Kết quả tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện Krông Búc đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện lắp đặt nhiều biển báo, pano tuyên truyền nhằm nhắc nhở nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã thực hiện 1.100 ca tuần tra kiểm soát với 3.740 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện 2.270 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trên địa bàn huyện đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 10 người bị thương, gây hư hỏng 29 phương tiện tham gia giao thông, giảm 2 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương so với năm 2018. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn và va chạm được xác định là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm quy định tốc độ, đi sai làn đường. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 14 với 11 vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban An toàn giao thông huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế. Để khắc phục các tồn tại hạn chế, đồng thời triển khai thực hiện tốt chủ đề năm an toàn giao thông 2020, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng ban, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, tập trung kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại tất cả các tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện, đặc biệt là xử lý mạnh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo đúng quy định mới hiện hành. Tại hội nghị, Ban An toàn giao thông huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn huyện Krông Búc. Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy đã đến dự. Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo trên địa bàn huyện cơ bản đã thực hiện chức năng nhiệm vụ phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo, duy trì tốt cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong khối khoa giáo. Các ngành trong khối khoa giáo đã đạt được một số kết quả nhất định, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác thông tin truyền thông được quan tâm và đẩy mạnh, y tế giáo dục được chú trọng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các ngành trong khối khoa giáo huyện nhà năm 2019. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận về phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Đồng chí Yini Mờ Lô, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong tháng 12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã khuyến khích các hợp tác xã tham gia hội chợ OCOP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Trong chương trình hội chợ đã có 3 hợp tác xã tham gia giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện nhà, gồm các loại nấm, cà phê thành phẩm, để tạo tiền đề phát triển các loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của huyện. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện hỗ trợ phát triển các dòng sản phẩm chủ lực với tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỷ 235 triệu đồng. Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã giao 71 triệu đồng cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2020, xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện để tiến hành đánh giá phân hạng sản phẩm. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân các xã, hợp tác xã, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh xem xét thế mạnh của địa phương và lên ý tưởng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để xây dựng sản phẩm OCOP cho những năm tiếp theo. Trong đó ưu tiên 6 nhóm sản phẩm chính là nhóm sản phẩm thực phẩm gồm các loại nấm, rau trái cây sạch, nhóm sản phẩm đồ uống gồm cà phê, sản phẩm thực phẩm cà phê, các loại đồ uống chế biến từ hạt. Từ đó các sản phẩm OCOP của địa phương sẽ có chỗ đứng trên thị trường, mang giá trị kinh tế cao cho đơn vị sản xuất sản phẩm. Sáng ngày 21 tháng 2, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Bơ Đờ Rang, Phòng Y tế huyện Krông Búc đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là lãnh đạo trạm y tế 7 xã trên địa bàn và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn, các đồng chí được lãnh đạo và cán bộ phòng y tế, trung tâm y tế huyện truyền đạt một số nội dung như hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo quyết định số 343 ngày 7 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế, chuẩn đoán và điều trị cũng như biện pháp phòng ngừa viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona. Qua buổi tập huấn, các báo cáo viên đã thông báo tổng quan tình hình dịch bệnh do nCoV, hướng dẫn giám sát và dành thời gian để các học viên tham gia thảo luận. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học trên địa bàn huyện Krông Búc. Theo kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, học sinh toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 4 tháng 2 để phòng chống sự lây lan của virus corona. Trong thời gian nghỉ, học sinh sẽ tự ôn tập tại nhà. Các trường học sau khi nhận được văn bản cho học sinh nghỉ học và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch virus corona do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường cũng đã ban hành kế hoạch ứng phó với dịch COVID-19. Kế hoạch công tác phòng chống dịch tại đơn vị là tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần. Các thầy cô giáo đều lau chùi bàn ghế các lớp học, hàng ngày đều quét dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường để đảm bảo vệ sinh chung. Căn cứ vào kế hoạch 21 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Búc về công tác phòng chống dịch là COVID là 2019. Thì mặc dù trong thời gian qua thì trường học cơ sở Lý Tự Trọng sự thông báo cho phép nghỉ khoảng 2 tuần. Những đối với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thì cũng thường xuyên túc trực đến trường, vừa sinh hoạt chuyên môn cũng vừa tổng dọn vệ sinh của mình là cũng lớp học. Thì về phía học sinh đó thì cho các em ôn tập ở nhà và sự hướng dẫn của khoa thông tin được về bạn giáo viên. Thì đối với trường thì từ khi học nghỉ đến giờ thì nhà trường cũng là tiến hành hàng ngày cũng là tổng dọn vệ sinh ở khu vực nhà trường. Thì đối với trong các phòng học đó, thì hiện nay là nhà trường chỉ có sử dụng là xà phòng diệt khuẩn để là lau chùi được 2 lần trong tất cả các phòng học với các hành lang để chuẩn bị cho các em nếu đang trong tuần tới các em tiến hành và học một cách bình thường. Thì về mặt cơ bản và công tác phòng dịch cùng thì đến hôm nay đối với đơn vị nhà trường cũng tiến hành theo những kế hoạch chung của ngành cũng như của địa phương. Được biết, năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng có 575 học sinh theo học 18 lớp ở 4 khối.
Chính vì số lượng học sinh đông nên việc vệ sinh trường lớp và môi trường sinh hoạt rất quan trọng. Trong khi học sinh được nghỉ chống dịch, tự ôn tập kiến thức tại nhà thì ban giám hiệu và giáo viên tự lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn và ra quân tổng dọn vệ sinh để tạo một môi trường xanh sạch đẹp khi các em học sinh quay trở lại học tập. Cùng với đó, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, ngoài việc lau chùi quét dọn vệ sinh thì nhà trường cũng đã chủ động phun thuốc sát khuẩn, diệt khuẩn cho tất cả các phòng học, phòng chức năng và bên ngoài khuôn viên trường học, nhà vệ sinh. Trường mầm non là môi trường có nhiều trẻ nhỏ, sức đề kháng thấp, trẻ chơi tập trung và tiếp xúc với nhiều đồ chơi nên khả năng mắc bệnh cao. Chính vì vậy, tại các trường mầm non, ngoài việc vệ sinh khuôn viên lớp học thì vệ sinh đồ chơi và dụng cụ học tập cũng là một trong những việc làm quan trọng. Trước tình hình dịch bệnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát và triển khai phòng chống dịch tại các địa phương, các trường học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện đã trực tiếp kiểm tra dọn dẹp vệ sinh, cũng như việc chủ động tiêu trùng khử độc tại các trường học để đảm bảo môi trường an toàn khi trẻ đi học trở lại. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 17 tháng 2, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đã về tham dự buổi sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ Hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số Bình đẳng tiến bộ, Buôn Tân Lan, xã Chư Bâng. Tham gia buổi sinh hoạt có Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bâng, chi hội và các hộ gia đình thành viên câu lạc bộ Hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số Bình đẳng tiến bộ, Buôn Tân Lan. Tại buổi sinh hoạt, các hội viên câu lạc bộ đã theo dõi báo cáo tình hình hoạt động của câu lạc bộ trong 3 tháng qua, đồng thời thảo luận về một số nội dung mà các thành viên quan tâm. Theo đó, trong thời gian qua, câu lạc bộ tiếp tục duy trì hoạt động tốt và là diễn đàn để các thành viên chia sẻ, giúp đỡ nhau những vấn đề trong cuộc sống của mỗi gia đình thành viên cũng như việc chung của buôn làng. Tại buổi sinh hoạt, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đã ghi nhận nỗ lực của các thành viên cũng như thành công bước đầu của câu lạc bộ Hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số Bình đẳng tiến bộ Buôn Tân Lan, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, về một số chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đông đảo hội viên. Quý vị và các bạn, vào sáng ngày 19 tháng 2, Tòa án Nhân dân huyện Krông Búc đã đưa ra xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Như Luận với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Như Luận đã bị Tòa án Nhân dân huyện Krông Búc tuyên phạt 1 năm tù giam. Theo bản cáo trạng, Nguyễn Như Luận là người sử dụng ma túy có quen biết với người mang tên Hồ Đắc Lý ở xã E Hồ, huyện Krông Năng. Tối ngày 28 tháng 10 năm 2019, Luận điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47L4672 chở một số gỗ đến nhà Lý tại thôn Trung Hồ, xã E Hồ, Krông Năng để bán trả nợ số tiền là 1,5 triệu đồng cho Lý. Sau khi trả nợ số tiền bán gỗ còn lại 300.000 đồng, thì Lý không đưa tiền mà đưa cho Luận gói ma túy đá để trả cho số tiền 300.000 đồng, thì Luận đồng ý và cầm gói ma túy đá đem về sử dụng. Trên đường đi đến thôn 2 xã Tân Lập huyện Krông Búc thì bị công an huyện Krông Năng phát hiện và bắt quả tang, thu giữ một gói ni lông bên trong có chứa chất bột trắng, điện thoại di động và một xe mô tô. Tại kết luận giám định số 892 ngày 1 tháng 11 năm 2019 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận, chất rắn màu trắng đựng trong một gói ni lông được giám định là ma túy, có khối lượng 0,4312 gram. Tại buổi xét xử công khai, bị cáo Nguyễn Như Luận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân huyện Krông Búc đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Như Luận phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị xử phạt 1 năm tù giam. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Người phụ nữ nghèo vươn lên từ mô hình canh tác đa cây tại xã Hải Dịp. Trong ánh nắng chói chang của một buổi chiều trung tuần tháng 2, chúng tôi theo chân các chị trong hội phụ nữ huyện Krông Búc và xã E Xin đến thăm chị Triệu Thị Trung, thôn E Kring, xã E Xin. Đến thăm nơi ở đồng thời cũng là nơi canh tác, làm ăn của hai mẹ con chị Trung. Chúng tôi mới thấy được sự vất vả khó khăn của chị khi vừa phải đảm đương trọng trách người cha, người mẹ của đứa con thơ, vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình để duy trì và đưa cuộc sống đi lên. Chúng tôi càng khâm phục hơn nghị lực của người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn này. Theo lời kể của chị Trung, chúng tôi được biết năm 2008 chị lập gia đình. Nhờ chịu thương chịu khó làm lụng và chắt bóp, chi tiêu, cộng với khoản tiền vay mượn, vợ chồng chị mua được 3 hectare rẫy tại thôn Ekering. Nhưng không may tai họa ập đến,
Cùng thời điểm đó, người chồng của chị bị bạo bệnh qua đời, để cho chị Triệu Thị Trung một đứa con thơ, cùng muôn vàn mối lo toan cuộc sống đang dang dở chất chồng, để cho con không bị thiệt thòi về vật chất cũng như tình cảm. Sau một thời gian quen dần với sự thiếu vắng của người chồng trụ cột gia đình, chị Trung lấy lại tinh thần, quyết tâm vươn lên số phận. Như một con ong cần mẫn, chị đã gieo lên trên mảnh đất của mình nhiều loại cây trồng như cà phê, điều, sau này chuyển đổi thêm sầu riêng, bưởi da xanh, quýt. Đặc biệt là việc mạnh dạn chuyển đổi một số phần diện tích trồng cà phê sang trồng bưởi, quýt đã cho chị những thành công bước đầu sau 4 năm triển khai. Năm 2016 vào 2017 là bắt đầu chuyển sang trồng cây cam, quýt, bưởi với lại sầu riêng, là thấy nó cũng thích hợp với lại cái đất ở mình đây. Thế còn về nói về kinh tế thì chắc chắn là nó sẽ hơn cây cà, tại vì mình không có tốn công nhiều giống như cà. Nhờ tỉ mỉ trong khâu chọn giống, áp dụng khoa học kỹ thuật trong khâu canh tác và cần cù chăm sóc, vườn cây ăn trái của chị Trung trưởng thành và phát triển tương đối tốt. Năm nay là vụ cho trái thứ hai của khoảng 300 cây bưởi, quýt, với dự kiến đạt năng suất trung bình khoảng 10 kg trái cho mỗi cây. Năm 2019 vừa qua, với sản lượng hơn 3 tấn cà phê nhân và nguồn thu từ cây ăn trái, đã giúp chị Trung vươn lên thoát khỏi diện hộ nghèo. Bên cạnh đó, chị cũng luôn nhận được sự động viên khích lệ, giúp đỡ của Hội Phụ Nữ các cấp và những ưu đãi từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách. Sau hơn 4 năm chuyển đổi cây trồng thì vườn cây ăn trái của chị Triệu Thị Trung phát triển tốt cũng như là phù hợp với điều kiện thực tế, điều kiện của xã Ê Xin. Nói chung về đánh giá về mô hình thì trước mắt là có phần thành công, nhưng mà nhờ có cái sự mạnh dạn của chị Triệu Thị Trung này, sẽ bên Hội Phụ Nữ cũng như là bên các chi hội trưởng sẽ nhân rộng cái mô hình này lên, để từ đấy các chị em cùng nhau mạnh dạn hơn nữa trong việc chuyển đổi cây trồng để đưa xã Ê Xin phát triển đi lên. Một mình đảm đương diện tích 3 hectare rẫy, chị Triệu Thị Trung cho biết các khâu tưới nước, bón phân, tỉa cành, chị đều cố gắng đảm đương hết để hạn chế mức thấp nhất chi phí đầu tư. Chị chỉ thuê thêm nhân công, thực hiện một phần trong khâu làm cỏ và thu hoạch cà phê. Mặc dù thành công của chị chưa nhiều, nhưng theo chị Trung thì hiện nay chị đang thấy hài lòng với hướng đi của mình. Mong rằng đất sẽ không phụ công người, để cho nỗ lực của mẹ con chị Trung thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krungbúc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.